mặc dù đã trở thành một trong những vật dụng không thể thiếu đối với nhiều người sau khi dịch COVID-19 bùng nổ, nhưng dung dịch rửa tay sát khuẩn có chứa chất ethanol có thể gây ảnh hưởng đến tuổi thọ của nội thất xe, khiến chúng xuống cấp nhanh hơn. Ngay từ những ngày đầu nghiên cứu và chế tạo sản phẩm, hàng loạt thử nghiệm các vật liệu xe với dung dịch sát khuẩn đã được thực hiện bởi các kỹ sư tại Ford. Dựa trên các kết quả đó, cấu tạo hóa học của lớp phủ bảo vệ trên xe Ford đã được chứng minh có thể kéo dài và duy trì tình trạng tốt nhất của nội thất xe trong mọi điều kiện. Bên cạnh đó, thử nghiệm cũng được áp dụng trên tất cả các phụ kiện chính hãng được bán thông qua hệ thống đại lý chính hãng như thảm lót sàn hay vỏ nhựa ốp trong xe. Ngoài ra, đội ngũ của Ford trên toàn thế giới đã thử nghiệm các mẫu vật liệu ở nhiều mức nhiệt độ khác nhau, có trường hợp lên đến 74 độ C, nhiệt độ mà bên trong xe có thể đạt được nếu đỗ trên bãi biển vào một ngày nắng nóng. Trong một số thử nghiệm khác, các mẫu vật liệu phải chịu sự tác động liên tục của tia cực tím, mô phỏng sự tiếp xúc với mặt trời trong thời gian lên tới 1.152 giờ, tương đương với 48 ngày. Thông qua hàng loạt các thử nghiệm vật liệu trong những điều kiện khắc nghiệt, Ford đảm bảo nội thất có thể chịu được các tác nhân gây hại khác nhau nhằm kéo dài và duy trì tình trạng tốt nhất của xe.